bảo sang sớm làm giúp xong thì chưa ăn cơm thế bây giờ sang rửa bát à? Thôi thôi bây giờ tôi vẫn kịp mà vào vào ăn đi. Nhưng mà bây giờ rửa bát hết rồi. Ăn xong từ lúc nào chẳng rửa bát. Bảo sang sớm. Gần 12 giờ mới sang thì nếu được lấy đồ đủ ăn hết rồi. Anh em đảo móng xong 10 giờ đã ăn rồi. Có còn hơn không, thật sự muộn thì còn hơn là không đến. Đấy tôi nói thật vì tình nghĩa anh em thì mới bảo là đấy. Nghe thấy vợ tôi nó bảo nó nhớ ra thì tôi mới phải chạy về ngay đấy. Chứ không tôi chạy từ sáng sớm rồi. Để không khát hôm nay xong hết rồi, hết rồi. Mang phần về nhà hết rồi thì còn nữa. Phải thấy rồi. Phải thấy không? Gì đây? Theo cái thắt lưng này của tao liệu có đẹp chưa? Đi đâu mà phải đẹp? Đi ra làm đốt cỏ đi. Trời sắp mưa rồi, âm u lắm. Hôm nay bận rồi. Mày xem cho tao cái chim gà chăm chăm nó có được không để tao còn đi chọn. Giờ nào mà lại còn đòi xem chim? Hôm qua không thấy mệt à? Mà lại còn đòi xem giờ đấy. Mày ham à? Mà mày xem cho tao cái con cu gái chăm để tao còn đi. Thế nào mà xem? Ngứa hay là mò? Mà từ sáng rồi. Cái mò cái gì? Xem cái cu... Đứa nào bảo là xem cu? Xem cái con cu gái của tao cơ kìa. Xem cho thắp lúa vào mới lại cho nó uống nước đi. Rồi tao còn mang đi chọi. Giờ nào rồi còn đi chọi? Một đống việc không làm được cái kìa. Lúc nào chọi gà chọi chim. Cái con đấy á, một bóp ở mỉ nhá. Vợ biết thế nào, chả bao giờ ủng hộ cái đam mê của chồng. Tao mê chơi chim thì mày phải mừng, tao mà mê chơi gái thì mày ở đấy mà khóc. 40 tuổi đầu lúc nào chọn gà và chọn chim, nhà thì bao việc. Tự nhiên đú đởn với cái lũ trẻ lôi chim về. Giá tiền hết đấy chơi nhưng mà đam mê nó còn có kinh tế. Kinh tế cái gì? Có mà mang kinh tế cái nhà này đi ấy. Thế này không biết là cho nó đi tập chọn nha, nó có chọn được không? Chim của tao chăm sóc cũng nghe to phết rồi đấy, tao biết tập chọn. Nào, nó chợ, nó ra kia, nó... Chim với cỏ, móc nó lên đi ra làm. Suốt ngày mân mê cái con chim đấy. Đó, mân mê. Đây mà không có chim cho cô mân mê ấy thì cô mà cô còn gọi tôi lâu rồi. Bắt nó lên đây còn đi làm. Đấy, nó là cố tình để đi. Bác Hi ơi. Ơ, Phong đấy à? Đang định sang. Thế cô có nhìn nhà không? Ủa là Oi Hi. Lại đi chơi rồi đấy, đang bảo hôm nay hai vợ chồng lên núi lấy bưởi măng. Không sợ chiều nó mưa. Bảo là xách chim đi mất rồi. Lại đi chơi chim á? Đấy, suốt ngày tụ tập với mấy cái bọn trẻ trâu rồi thì hết đá gà lại đá chim. Có nghĩ cái việc gì để mà làm đâu. Thôi được rồi, ông ấy ở nhà thì bảo chị cũng được. Sang bảo là đến trưa ngày mai mời anh chị sang bên nhà ăn bữa cơm. Thế có việc gì đấy chú? À, hôm nọ vừa bán được mấy mét đất đào móng nhà. Ôi, mừng thế, đúng trước thời cơ đất đang sốt kìa. Thế anh ấy đi thật à? Đi thật mà. Thế chị về chuyển lời hộ em với nhá. À, bảo nhớ rồi. Trưa ngày mai sang đấy. Thế... bảo anh sang sớm làm giúp cho em cũng được. Đấy nhớ về nhắn anh giúp em cái nhá. À được rồi, tí nữa anh nhớ về thì chị bảo cho. Rồi rồi, thế em về luôn đây. Vội thế không uống nước à? Thôi. Rõ thật là biết chồng người ta đã hay rượu rồi. Cứ có cái gì cái là động cái là lại ới, lại gọi. Không bảo thì không đành, mà bảo thì về cứ say khướt ra 2-3 ngày trời. Mặc kệ. Chó lão đấy cũng khỏi phải ăn luôn. Ở nhà thì không chịu phát cái cỏ đi. Còn bao nhiêu việc anh ở nhà mà làm hết thế nào được đây này. Tao còn chưa đi vật ngọn được đây này. Lúc nào chim với cỏ. Mà hôm nay trời đẹp thế nhỉ. Hôm nay anh chả thấy có ai người ta ấy nhỉ. Cưới xin gì nhỉ. Cưới xin làm việc của người ngày ta. Đẹp này mà người ta không dỗ chạc gì, đám hiếu cũng chả thấy gì nhỉ. Cái mồm
ngong cho người ta sống, người ta làm ăn mạnh khỏe thì không ngong. Đây này, bao nhiêu việc để đi mà vặt đào mà làm kìa, người ta tạo tán hết rồi. Mỗi nhà mình là không làm được thôi. Một khi tao về tao xem, lâu lâu anh em chả gặp nhau, xem hàng xóm trước xem trời đẹp này có cái món gì, ngồi với nhau còn bàn việc làm ăn, hỗ trợ nhau được cái gì nhỉ? Bàn bạc cái gì? Làm việc gì nó đi việc đấy đi. Xong cái vườn đào này tính làm ăn cái gì hạng tính. Bây giờ cái gì cũng dở rách ra. Đào này chả việc nào mà việc nào cả. Đào nó thu về cuối năm chứ bây giờ thì mới có thế này thì thu về cuối năm, đầu năm mình phải chăn ni thì cuối năm mình mới thu được chứ. Mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Tao nghe đói đói ấy nhỉ? Chắc là mới có 11 giờ thôi, làm tiếp đi. 11 giờ trưa rồi hả? Vẫn sớm mà hôm nay thời tiết nó có nắng đâu. Làm cố đi, đến buổi sau mình làm cho nó nhanh. Thôi đi về đi. Làm về giờ này? Về không có về, còn xem nghiên cứu xem anh em xem nó có cái gì tươi tươi không thì còn còn nấu nướng để còn ăn chứ. Làm thì cũng phải có ăn thì còn đâu thì chiều làm. Sáng nay vừa mới mua một quả bầu với lại ba lạng lòng ở nhà rồi. Thì làm cố thêm lúc nữa về trần lên hai vợ chồng ăn. Xong bữa trưa có gì đâu. Mày không phải lo. Đấy, mày thấy cái ý tưởng của tao ra cái món đào Thế Huyền này ở dưới xuôi người ta chơi ghê lắm. Vít khẽ thôi, gãy một cái là mất 3 năm công trồng rồi đấy. Cái này nó dẻo mà, sau là phải vít nó hẳn xuống. Đấy, để nó to ra. Món này bán đi thì bỏ rẻ cũng được khoảng 1 triệu một cây. Ui giời, cứ ở đấy mà mơ. Lúc nào mà cầm được tiền của thiên hạ nhét vào túi mình, lúc ấy hạng hay. Mày cứ yên tâm, mày làm vợ của tao thì trước sau cũng sướng thôi. Vâng, đợi lúc sướng có bắt đầu kề miệng hố. Đầu gì? Kề hố gì? Thì tối khác có cái đầu đấy, nó kề vào cái hố đấy là sẽ xây sướng. Đi về. Nhà này nó vừa bán cái chỗ đất này. Đấy, thấy bảo là bán mấy mét. Thằng Phong, đấy, thấy chưa? Nó tuổi trẻ, nó biết tính toán làm ăn. Biết tính toán làm ăn, mình mà có thì mình cũng biết tính toán làm ăn. Em mà biết tính toán, đấy, như cái đợt mới lấy nhau đấy, bảo đi ra kia phá hoang đi cái mấy cái chỗ khỉ ho cò gãy đấy, giờ thì có mà trên tỷ tiêu trả hết. Phá hoang, không chịu nghe chồng. Còn đó câu đất phá hoang. Phá hoang ngày xưa các cụ nhận hết rồi, chả đến lượt mình đâu. Ngày xưa sao không bảo ông bà đi phá hoang nhiều vào, bây giờ cho có phải là mình được lắm đất không? Tao mày để trước ông bà thì tao bảo ông bà đi phá hoang đầy rồi. Ơ, thằng Phong này nó bán đất nó làm nhà luôn à? Thì chắc là có tiền nhiều nó chả làm thì nó để làm gì cho mối nó xong à? Ừ, hôm nay nó đào móng à? Chắc thế. Nó đào móng, nó có bảo gì vợ chồng mình không? Ờ, cũng không biết. Sao lại không biết? Thì nó có bảo ai hay không? Thì không thấy nó bảo. Thì không thấy nó bảo, thì là nó không bảo. Có thật không? Ta thấy nó sai sai thế nào đấy? Mày nhớ kỹ xem. Xem làm gì có cái chuyện thằng Phong Dê nó đào móng cả đời làm được cái nhà, cái cửa. Nó lại không bảo tao thì nghe nó vô lý. À ừ thì... Tao thì kể cả lợn đẻ vẫn phải gọi nó sang để ăn cái rau lợn mà... Ừ... À đúng rồi, ai Hi nói với nhớ ra. Sáng hôm qua nó sang nó bảo. Nhưng tại mải làm quên mất. Nó bảo là mời ai Hi trưa mai xong uống rượu. Đùa cái con này. Cả cái việc trọng hại đại lớn như thế mà mày đùa. Thì từ qua giờ bao việc lu bu ra, tại ai Hi không làm đỡ ấy, đâm ra là giờ trí nhớ nó quên. Nào cả buổi sáng nay tao đi làm nó cứ nóng tay, nó như kiểu cái đứa nào nó gọi, đứa nào nó mong ấy. Mấy giờ rồi? Xem lại xem mấy giờ rồi. Thì
hơn 11 giờ. Nói khẽ khẽ thôi. Giờ nó ăn uống, ăn uống hết mẹ rồi còn gì nữa. Giờ này đúng ra là muộn lắm thì là 10 rưỡi là nó phải vào hết mâm rồi. Thế đi về, nhanh lên còn kịp. Bây giờ tao phải sang bên đấy một tí xem. Không có là nhìn mặt nhau kiểu gì. Này, hay là để hôm nào Khánh Thành mình hạng sang, đằng nào cũng muộn rồi. Mày đúng là cái loại đàn bà mà suy nghĩ nó ngắn. Tình cảm anh em chơi với nhau không những thế, nó lại còn là tình làng nghĩa xóm, gần kề nhau. Thì ai uống rượu vào là chiều lại không làm được việc ý. Giời, tao còn đang lo không biết nó suy nghĩ về mình như thế nào đây này. Nó đánh giá mình sống kiểu gì đây này. Người ta mời mình ăn, mình không ăn thì thôi. Nó có mời làm giúp không? Ồ, thôi chết. Có. Thôi đi về. Đi về thì tao còn rửa giấy để còn sang đấy. Muộn còn hơn không. Mà này, anh. Muộn rồi người ta. Ăn uống xong hết rồi, sang làm cái gì nữa. Mày có dở không? Ăn xong thì kệ người ta. Đúng là cái này tao đập vào mặt mày. Nói thế mà nghe được. Chả thế thì không ạ. Người ta sống với nhau tình cảm lắm chứ. Tiền nong thì quan trọng gì, kinh tế thì ai có người đấy tiêu. Cả đời người ta làm cái nhà. Mày hệ trọng như thế mà mày không bảo tao một câu nào cả, đúng không? Thì ai bảo ai cái tài mày đi cho chim nữa, đi đánh chim đánh gà. Người đánh chim đánh gà, gà thì tối về thì mày phải biết mà mày bảo tao chứ. Người ta bao nhiêu việc người ta nhớ được à? Việc nhà thì không làm đỡ, nhà thì không trông. Đi ngược đi xuôi xong rồi người ta quên, bắt đầu quay ra nói mắng. Thôi ấy đi, mà không nấu cơm thì đi luôn hai vợ chồng sang đấy xem. Sang đấy cho nó tình cảm. Không bao giờ. Thêm bát, thêm đũa rồi con cái gì. Đi, ai đi, đi mà đi. Đây một khối việc. Giờ sang mày thì còn cái mâm nào nó ngồi dai dai thì mình còn kịp được. Ông ơi! Ôi ôi! Thế bảo cứ đi. Sáng sáng sớm nó bây giờ mới sáng. Ôi trời ơi. Do thật sự là ông thông cảm. Anh cho con vợ chú thế nào, chú cả cái việc to việc lớn cả đời làm gian cửa gian nhà. Thằng khốn nó sợ vợ. Đéo cho đi. Ông chảy đường nói thế. Bảo sang sớm làm giúp xong thì chưa ăn cơm, thế bây giờ sang rửa bát ạ? Thôi chờ, bây giờ cho vẫn kịp mà vào ăn đi. Nhưng mà bây giờ rửa bát hết rồi. Ăn xong thì lúc nào chẳng rửa bát. Bảo sang sớm gần 12 giờ mới sang thì nếu mà lấy đồ đổ ăn hết rồi. Anh em đảo móng xong 10 giờ đã ăn rồi. Có còn hơn không, thật sự muộn thì còn hơn là không đến. Đấy tôi nói thật vì tình nghĩa anh em thì mới bảo là đấy. Nghe thấy vợ tôi nó bảo nó nhớ ra thì tôi mới phải chạy về ngay đấy. Chứ không tôi chạy từ sáng sớm rồi. Để khát hôm nay xong hết xong rồi, hết rồi. Là mang phần về nhà hết rồi còn nữa. Anh em đâu cũng về hết cả. Im ăn xong còn thừa đâu, anh em lấy phần mang về nhà cho vợ con. Không còn ông khách nào chưa ăn à? Về gần hết rồi, còn có mấy người thôi. Mấy người nhà xa này là người ta ở lại chiều nó làm luôn. Trốn xéo tí nhỉ, tôi cũng dễ tính mà. Đã bảo rồi mà. Trốn xéo xong ạ, bà anh em ngồi xuống ngồi với nhau một tí cho nó tình cảm rồi. Ăn uống quan trọng gì, cốt no say nhưng mà. Vậy, đã bảo đồ lấy phần về hết rồi. Thế tôi vào nước, chè tôi vừa pha ấm đặc, ngon lắm, đi vào nước. Thôi, thế thì giờ uống chè đặc vào thì chẳng sao mà nuốt được. Thôi, thế sao vào nước đã. Thôi, nếu mà tối mà có cái gì mà còn phải cảm ơn anh em hay lừa thì gọi nhá. Đấy, hay lừa không ạ? Tối ông sang hay lừa nhá. Tối... Xôn xéo hay lừa, hay lừa nhá, thì sang. Hay lừa. Nhớ nhá. Bạn ăn thôi. Chú mời chú đưa hai lửa sang. Được. Ông số cán nhá, có gì là hai lửa nhá. Rồi, hai lửa. Thế bây giờ về luôn là không còn uống nước chè à? Về luôn. Rồi thế tối có gì tôi gọi sau nhá. Không phải gọi đâu. Tôi cứ tối 5 giờ hai lửa nhá. Rồi cứ tối nhá. Rồi hai lửa sang nhá. Nhớ sang sớm nhá. Ông cảm nhá.
Thông cảm nha, hai lừa. Thông cảm cho các anh nhé. Trời. Được, cái con vợ này không làm được cái việc gì. Bảo sớm một tí nữa thì có phải là nghỉ từ lúc 9 giờ thì về có phải là đúng giờ đúng giấc không? Người ta cũng chẳng nói cho được ăn được nói là được gói mang về. Giờ người ta rửa bát hết rồi còn ăn gì gì. Thật, anh Hy không đi uống rượu về làm gì nữa? Nghỉ rượu nhỉ? Anh Hy, thế nào mà phải đánh vợ? Và rõ là chắc là đu rượu say rồi đúng không? Đau ơi là đau. Về cũng được câu hỏi nào là hỏi vợ ăn cơm chưa, lao vào đánh người ta. Đúng là cái đồ vô vô. Tao mà đi uống rượu được gì thì tao về tao lại còn âu yếm mày rồi ấy, chứ không phải là cái như thế mày biết không? Riêng hôm nay tao cũng phải cho mày một trận. Anh á, anh đúng là cái loại ba cái chén rượu mà là vô vô. Sao anh uống được mấy chén rượu về là đánh vợ đánh con? Tao mà được chén rượu nào về á thì tao còn phải ôm hôn mày cơ nhá, chứ không phải là như hôm nay như mày. Chính vì tao chưa được chén rượu nào hôm nay tao phải đánh cho mày phải nhớ cái lối sống với chồng là như thế nào. Lão đừng có cái kiểu á uống rượu về là đánh vợ nhá, được một hai lần là quen thói. Mày có biết hôm nay tao phải sang bên kia tao tao ăn nói không biết là phải nói như thế nào để cho nó hòa hợp được giữa tình làng nghĩa xóm. Người ta ăn hết bệ rồi, nó còn bảo bây giờ sang thì có mà rửa bát cho người ta, mày có thấy nhục không hả? Nhục cái gì? Nhục cái gì mà nhục? Ai? Uống rượu phải đánh vợ à? Lão thích đánh không? Mày lao vào đây. Ông giỏi thích ông lao vào đây. À, con này mày hôm nay mày bật lại tao à? Bật đấy. Lần nào uống rượu về cũng người hạnh hệ vợ con. Đau tao. Thế mà đánh người ta không sợ người ta đâu? Đánh là anh đánh là để cho em nhớ thôi. Chứ không phải là anh muốn đánh vợ để mà ấy, để mà vợ chồng nó mâu thuẫn. Chứ anh thương vợ kinh khủng tởm luôn đấy, nhưng mà nhớ đấy, lần sau có anh người ta mời uống rượu thì phải về nhắc chồng luôn, không có để vợ chồng chết mẹ. Tình cảm thì còn tối cái thì lại ngoài ngoài tình cảm cái thì nó lại cười khạch khạch được, nhưng mà mất cái tình cảm của người làng người xóm nên không mua lại được đâu, hiểu không? Muốn có tình cảm anh em hàng xóm bóp chết hai con chim ngơ úp mì nhá, suốt ngày chọi chim với chọi gà. Ôi có cái mấy lạng lòng kia thì dọn ra đi. Cầm nước gì chưa? Cắm chưa? Thì có ai ăn đâu mà cắm. Sao lại không có ai ăn? Thì ai Hy kêu đi uống rượu thì bây giờ ở nhà một mình cũng làm bát không nguội cho mình nhanh. Giờ nấu phải có người ăn chứ. Mà mày ra đây tao bảo đây. Đó, tao phải tán tán luôn. Mày ra đây tao bảo. Mày đứng ra đây tao bảo. Thế cái gì? Mặt vợ không đi đâu, đừng có rủ tôi đất ai Hy đi đi. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? À, 12 giờ rồi. Tao sang đấy mày biết tao... Chỉ vì cái đầu óc của mày, mày không có coi trọng cái tình nghĩa, tình làng nghĩa xóm để tao sang đấy quá giờ. Mà mày xem cho tao ấy con cu cái không có để xem nó thế nào thì còn hôm nay phải kiếm giải về mới được. Nó thế nào mà xem? Diễn em cảm thấy nó nhạt. À mà mày xem cho tao cái con cu cái xem để tao còn chuẩn bị tao đi đấy. Nó thế nào mà xem, cái ngứa anh mà bỏ. Mà từ sáng giờ lại chui rút bụi nào. Em không cúi được hẳn xuống một tí à? Kể cả là cầm vào cái đoạn này đi thôi, có cái gì thì để anh còn thôi chứ. Ta bảo xem cái con chim kia kìa, xem cho cái thức ăn thức uống vào đấy để tao còn mang đi tao chọi cái gì mà xem con chim kia sao lại cứ vạch thắt lưng đùa. Đang đi chỉnh chu trang phục mà này
giờ nào còn đi chợ chim. Bốn mấy tuổi đầu rồi, việc nhà làm thì không hết, cái chợ gà chợ chim mấy cái đứa trẻ con thì bao giờ cho mà lớn được. Nó là cái thú đam mê. Đam mê? Thế bây giờ việc ở nhà một đống kia thì thằng nào giải quyết cái đam mê đấy? Việc đấy thì việc của em lo. Ừ, hay. Ừ,